Top 4 người có thao tác tay đặt kèo nhanh nhất Free Fire Việt Nam. Nhanh tới nỗi đạn chưa kịp ra, kèo đã quay tròn rồi, cực ảo luôn. Câu số 1, đố các bạn trong vòng 3 giây gọi tên một TikToker Free Fire đầu tiên mà các bạn nghĩ tới ở trong phần comment. Nếu bạn trả lời là bác gấu thì bạn giống tôi rồi đấy. Chiếc thẻ tạo phòng quyền lực nhất Free Fire mà tới 90% anh em trong Free Fire chưa từng được sử dụng. Và đó là một trong số những thông tin thú vị của Free Fire những ngày vừa qua, cùng nhau khám phá thôi. Trước khi xem tiếp video, chúng ta cùng điểm qua danh sách 5 ID may mắn đã giành được phần quà cho 5 bạn ở tuần trước nha. Các bạn có muốn trở thành người may mắn nhận được phần quà thì hãy trả lời ngay câu hỏi của tuần này. Sinh nhật Free Fire 7 tuổi diễn ra vào ngày nào? A. Mùng 7 tháng 7, B. Mùng 8 tháng 7, C. Mùng 9 tháng 7 và D. Mùng 10 tháng 7. ID may mắn nhận được phần quà kim cương sẽ dành cho bạn nào đăng ký kênh trả lời đúng, nhanh và chính xác nhất. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng quay lại với điểm nóng Free Fire ngay thôi. Bốn người có thao tác tay đặt kèo nhanh nhất Việt Nam. Nhanh tới nỗi đạn chưa kịp ra, kèo đã quay tròn cực ảo rồi. Các bạn không biết đã nghĩ ra ai chưa? Làm mất dấu cộng đi rồi cùng Hùng Cam khám phá nhá. Top 4, Ken PC là game thủ tài năng trong làng Free Fire Việt Nam. Anh ta đã thu hút người xem bằng tài năng kéo tâm và kỹ năng đặt kèo siêu đỉnh của mình. Tuy vẫn chưa được nhiều người biết đến, nhưng tài năng của Ken PC đã được rất nhiều streamer nổi tiếng công nhận. Top 3, Đức Mõm. Nói tới những thần đồng one shot đời đầu, không thể không nhắc đến Đức Mõm, một trong những idol Free Fire đi lên từ kỹ năng và kéo tâm siêu đỉnh. Vừa trẻ lại tài năng, cùng những câu chuyện hài hước đã sớm đưa anh chàng này đứng đầu bảng xếp hạng đặt kèo siêu nhanh. Chưa kể lượng fan đông đảo và hùng hậu luôn bên cạnh ủng hộ mỗi khi video ra. Top 2, Sena, ông trùm của mọi giải đấu tâm đỏ, nắm trong tay biệt đội Luxury huyền thoại, nổi tiếng với việc vô địch thế giới one shot tới tận 5 lần trước người Ấn Độ. Tuy mới chỉ sinh năm 2K nhưng đã có khả năng one shot đỉnh cao, xử lý áp đảo và tốc độ kinh hoàng. Chắc chắn top 2 là của anh ta rồi. Top 1 là streamer được coi là ông hoàng highlight, không ai sánh bằng. Kỹ năng của anh ta luôn được các fan hâm mộ đặt ngang hàng với các tuyển thủ chuyên nghiệp, từ kỹ năng múa súng thượng thừa hay kỹ thuật đặt keo đỉnh cao. Nếu các bạn biết tôi đang nhắc đến streamer nào. Câu hỏi số 1, đố các bạn trong vòng 3 giây gọi tên một TikToker Free Fire mà các bạn nghĩ tới đầu tiên trong phần comment nhá. Nếu câu trả lời của các bạn là bác gấu thì các bạn trả lời giống tôi rồi đấy. Hãy hoàn thành tất cả các thử thách sau đây và nhớ chỉ trong 3 giây thôi nhá. Câu 2, hãy kể tên một loại vũ khí cận chiến trong Free Fire mà các bạn yêu thích nhất. Có ai viết sai chính tả chữ Katana giống tôi không nhỉ? Câu 3, đố các bạn trong vòng 3 giây giữ nút bình luận và chọn được icon ngạc nhiên. À, hình như có mấy ông chọn sai rồi đấy nhá. Câu 4, lấy dấu cộng và tô màu trái tim trong vòng 3 giây. À, tôi thấy nhiều ông là làm không kịp đâu. Câu số 5 sẽ là người thứ 2 xuất hiện nếu các bạn ấn vào chia sẻ và lựa chọn Zalo. Tôi chắc chắn đấy là bố của bạn đúng không nào? Có anh em nào ở đây hoàn thành tất cả các thử thách trong vòng 3 giây chưa? Điểm danh ngay xuống phía dưới để mình follow lại nhá. Đây là chiếc thẻ tạo phòng quyền lực nhất Free Fire mà tới 90% anh em ở đây chưa từng sử dụng nó bao giờ. Chắc hẳn nhiều anh em muốn solo với đám bạn thì phải cần thẻ tạo phòng để bắt đầu một game đấu, set up skin các thứ đúng không nào? Nhưng ngoài thẻ tạo phòng màu vàng mà anh em hay sử dụng, anh em có biết tới chiếc thẻ tạo phòng màu đỏ này không? Đầy quyền lực mà streamer nào cũng mong muốn sử dụng. Quay content thì hết nước chấm luôn đấy chứ. Nếu anh em chỉ quen sử dụng thẻ này hay thẻ này và cả thẻ này nữa thì tất cả đều thua trước chiếc thẻ tạo phòng màu đỏ với khả năng thần kỳ của nó mang lại. Bạn đã từng sử dụng hay thấy ai sử dụng chiếc thẻ tạo phòng màu đỏ đầy quyền lực trong Free Fire này chưa? Câu hỏi số 1, ai là TikToker hát hay nhất Free Fire Việt Nam? Nếu câu trả lời của các bạn là Duy BH thì xin chúc mừng, bạn đã trả lời giống tôi rồi đấy. Hãy tìm đáp án giống tôi để giành được chiến thắng nha. Câu số 2, giữa Scar 3 chip và Farmat 3 chip, bạn sẽ lựa chọn vũ khí nào?
Nếu bạn lựa chọn Phà Mát Bà Chip thì xin chúc mừng, bạn đã lựa chọn giống tôi rồi. Câu số 3, giữ nút bình luận trong vòng 3 giây và lựa chọn một trong 4 icon. Bạn sẽ giành chiến thắng nếu lựa chọn icon cười tươi. Câu số 4, kể tên một nữ streamer Free Fire mà bạn yêu thích nhất. Bạn sẽ tiếp tục qua ải nếu câu trả lời của bạn giống tôi là Tuyền Su. Câu số 5 sẽ là người thứ 3 xuất hiện nếu bạn lựa chọn vào đây và ấn vào Facebook. Tôi chắc chắn đấy là mẹ của bạn. Và câu hỏi cuối cùng siêu khó đây, bạn sẽ lựa chọn tô màu trái tim hay là mất dấu cộng. Bạn sẽ vượt qua tất cả các thử thách nếu câu trả lời của bạn là làm mất dấu cộng nha. 7 năm tự hào Free Fire thôi nào. Top 3 combo leo rank huyền thoại siêu khủng cùng nhân vật mới siêu hồi máu Fre toàn server khủng nhất từ trước tới nay. Nhân vật mới phải nói là siêu khỏe. Với những combo này làm mất dấu cộng để cùng Hùng Cam khám phá ngay nha. Nhân vật mới Fre toàn server Cassie trong sự kiện sinh nhật 7 tuổi Free Fire là nhân vật cực mạnh với khả năng chủ động nối dây hồi máu đúng như chủ đề phiên bản mới. Kỹ năng này cho phép người chơi nối dây vào một đồng minh bên cạnh để cùng hồi máu với hai dạng như Kay. Dạng liên kết cơ bản sẽ tăng 3 máu trên dây cho cả hai bên và khoảng cách tối đa là 20m. Dạng 2 là liên kết tập trung, tái kích hoạt sẽ hồi lập tức 100 máu cho đồng minh. Nếu máu đồng minh thấp dưới 50%, kỹ năng sẽ tự động kích hoạt nhưng chỉ hồi được 50 máu mà thôi. Có thể nói đây là kỹ năng hồi máu khỏe nhất từ trước tới nay dành cho team duo hoặc team 4. Khả năng hồi máu thường xuyên, liên tục và cả siêu tốc khiến cho gần như đồng minh đi cùng không thể nằm xuống. Nếu đó là một tay to cân 4 cân 5 nữa thì không khác gì bất tử luôn. Cực hợp với tử chiến nơi giao tranh liên tục, máu tụt không phanh. Để sử dụng tốt Cassie, chúng ta sẽ có 3 combo. Combo 1, cô y tá may mắn Cassie, Capella, Olivia và Shani. Combo 2, trợ thủ tuyệt vời Cassie, Luqueta, Antonio và Wufra. Combo 3, công thủ toàn diện Cassie, Jota, Hayato và DB. Các bạn nghĩ sao về nhân vật mới Fre vĩnh viễn toàn server Cassie? Kỹ năng nối dây hồi máu liệu có quá mạnh? Top 3 vũ khí chắc chắn bạn phải thử tại phiên bản mới OB45. Vừa tấn công xuyên keo lại có thể cứu nốc từ xa, đặc biệt có thể nâng cấp 3 chip mà không cần xu nào. OB45 là phiên bản mới vừa được cập nhật với rất nhiều tính năng cực kỳ hay. Nhưng 3 khẩu súng trên có cơ chế hoàn toàn mới, làm mất dấu cộng để cùng Hùng Cam khám phá nha. Top 3 chính là Mark 10 nâng cấp 3 chip. Tuy đang là một vũ khí khá được yêu thích trong giai đoạn đầu game, nhưng ở OB45, vũ khí này đã có sự thay đổi toàn diện, nâng cấp 3 chip hoàn toàn Fre khi gây sát thương lên kẻ địch. Tương tự AOG thì vũ khí này sẽ được tăng thêm 3 chỉ số, tốc bắn, sát thương vào tay và chân. Mạnh hơn cả một khẩu MP40 full phụ kiện, khiến giai đoạn cuối và giữa trận đấu, khẩu súng này vẫn sẽ hữu dụng và hiệu quả. Top 2, súng bắn đạn lửa FGL-24, một vũ khí hoàn toàn mới nhưng cực kỳ mạnh mẽ trong thời đại ai cũng Nairi quay keo tròn, mang tên FGL-24. Với khả năng bắn vào tường băng, người hoặc phương tiện sẽ găm một viên đạn nổ, gây sát thương lan và đốt máu khè kẻ địch ở phía sau lưng tường băng, cũng như khiến máu bom keo giảm cực kỳ nhanh và mạnh. Thế này thì mấy ông kẻ phản diện Nairi quay keo tròn chắc chỉ có khóc thét mà thôi. Top 3 chính là súng lục điện Y. Súng lục điện thì cách nào chẳng để hồi máu, đúng vậy, nhưng OB45 sẽ xuất hiện một loại súng lục điện chỉ xuất hiện trong thính. Loại súng lục điện Y này ngoài tăng HP cho đồng đội còn có thể cứu nốc từ xa, rất xa luôn nha, khiến đồng đội của bạn có thể đứng dậy ở khoảng cách là 30m. Giữa những pha giao tranh khó đoán, sống lâu hơn và cực kỳ hữu dụng khi chơi cùng đồng đội. 4 bí kíp leo rank tử chiến siêu nhanh, lên thách đấu chỉ trong một buổi tối mà thôi, tỷ lệ thắng cứ gọi là 100% luôn. Bạn đang rank gì tử chiến rồi? Comment và làm mất dấu cộng ngay. Hùng Cam sẽ chỉ cho bạn mẹo leo rank tử chiến cực nhanh trong chỉ một nốt nhạc thôi. Top 4 combo kỹ năng nhân vật trong tử chiến không chỉ cần kỹ năng cá nhân mà còn cần cả kỹ năng nhân vật nữa đấy. Với tỷ lệ thắng cực cao khi sử dụng những combo kỹ năng sau đây sẽ giúp bạn rất rất nhiều để leo rank, gồm combo 1,
Sen, Shani, Jota và Antonio. Và combo 2, Tatsuya, Dasha, Miguel và Kairos. Leo rank thì đã luôn. Combo 3, chỗ nấp leo rank trong tử chiến, leo keo, trèo nóc, móc hậu vẫn luôn là châm ngôn của các cao thủ Free Fire khi leo rank tử chiến. Đặc biệt là chỉ khi OB45 đang tới rất gần, Free Fire sẽ bít hết các góc nấp trên đập thủy điện này, đài quan sát và cả đảo dừa. Nên anh em phải tức tốc tận dụng thời gian ít ỏi còn lại trong tháng 6 để leo rank nốt. Đặc biệt là với anh em bắn tỉa, leo rốc, móc đối phương và nhờ đồng đội hỗ trợ nha. Top 2, team chơi chung. Người ta bảo bán anh em xa, mua láng giềng gần. Đừng tin những lời mời trên kênh thế giới nữa. Nếu anh em nào hay leo rank cùng thì cứ đúng giờ, on là mình chiến thôi. Ít nhất mình còn biết trình độ thật của mấy đứa hay leo rank cùng. Bắn o cho thì mình còn chửi được, chứ ngoài kia toàn thách đấu búp, leo rank pha kè thôi. Anh em nào chưa có người leo rank cùng thì nhớ comment ID và mức rank để có thể kết bạn cùng chơi nhá. Top 1, đây là một mẹo chơi tử chiến thách đấu cực kỳ bất bại. Đố các bạn biết được mẹo này nhá. Nếu các bạn còn biết mẹo nào leo rank tử chiến siêu nhanh, siêu hiệu quả nữa. Như vậy là chúng ta đã cùng điểm nóng Free Fire xem qua những thông tin hot nhất của Free Fire tuần qua. Các bạn nghĩ sao về điểm nóng Free Fire? Cần bổ sung thêm gì thì nhớ comment ngay xuống phía dưới để bọn mình cùng biết nha. Đừng quên để lại một like, một share và một đăng ký kênh để bọn mình ra thêm nhiều video thú vị hơn trong tương lai. Bật cả nút chuông thông báo để nhận những thông tin mới nhất về Free Fire hàng ngày. Còn bây giờ, Hùng Cam xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video sau. Nghỉ hè thì mình Free Fire nè.